nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công. 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2021, và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2021. Tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 muôn năm. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự địa phương của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện An Minh. Chương trình hôm nay có những nội dung như sau: huyện An Minh xử phạt 78 triệu đồng đối với 5 người tụ tập đánh bài ăn tiền trái phép trong thời gian giãn cách xã hội. Tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện An Minh. Kiểm tra mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại cửa hàng bánh hóa xanh thị trấn 11. Sau cùng, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết truyền thống vẻ vang thôi thúc chúng ta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, Công an xã Văn Khánh, huyện An Minh vừa triển khai quyết định của Ủy ban nhân dân huyện An Minh xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 đối tượng có hành vi tụ tập đánh bạc ăn tiền trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội với tổng số tiền phạt là 78 triệu đồng. Trước đó, vào 13 giờ 50 phút ngày 24 tháng 8 năm 2021, được tin báo của người dân tại nhà bà Trần Lệ Nga, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú tại ấp Kim Quy B, xã Văn Khánh, huyện An Minh, có tổ chức đánh bài. Công an xã Văn Khánh đã bắt quả tang 4 đối tượng, bao gồm bà Lê Thị Cẩm Hướng, sinh năm 1983, bà Châu Thị Úc, sinh năm 1963, bà Võ Thị Nhiên, sinh năm 1985 và bà Trần Thị Tươi, sinh năm 1973, đều có hộ khẩu thường trú tại ấp Kim Quy B, xã Văn Khánh, huyện An Minh, đang tổ chức đánh bạc ăn tiền. Qua làm việc và xác minh, các đối tượng đã thừa nhận có tham gia đánh bạc ăn tiền trái phép, không chấp hành thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện An Minh áp dụng nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 5 đối tượng nêu trên, mỗi đối tượng 15 triệu đồng. Công an xã Văn Khánh ra quyết định xử phạt bổ sung mỗi đối tượng 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc, tổng mức phạt là 78 triệu đồng. Riêng bà Trần Lệ Nga và bà Châu Thị Úc tái phạm nhiều lần, Công an xã Văn Khánh đã củng cố hồ sơ, chuyển về Công an huyện An Minh tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 28 tháng 8 năm 2021 vừa qua, huyện An Minh đã tiến hành thực hiện lấy mẫu đợt 2 xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time RT-PCR mẫu gộp 10 người lần 2 trên địa bàn các xã thị trấn cho 17.380 người đang sinh sống tại khu nhà trọ, các xóm trọ tập trung nhiều công nhân, khu vực xung quanh bệnh viện, một số chợ truyền thống, số hộ dân trong khu vực xung quanh chợ, siêu thị, cửa hàng, một số cơ sở dịch vụ như karaoke, cắt tóc, quán ăn đông người, nhân viên bán hàng ở cây xăng, một số cơ quan có giao dịch nhiều với người dân, nhân viên bán vé tàu xe, xe ôm, tài xế, một số nhà nghỉ và các đối tượng có nguy cơ khác trên địa bàn huyện. Đến nay, theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện, toàn bộ mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 đợt 2 của 17.380 người đều có kết quả âm tính 100%. Đây là tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và là cơ sở vững chắc trong việc thiết lập vùng xanh an toàn trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trong huyện vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là sau khi ghi nhận thêm 2 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến ổ dịch xã Đông Hòa, thì số lượng các trường hợp F1, F2 và F3 gia tăng đáng kể. Tính đến sáng ngày 2 tháng 9 năm 2021, có 765 trường hợp liên quan đến 6 bệnh nhân F0 tại ổ dịch xã Đông Hòa, trong đó 65 F1, 273 F2, 423 F3. Hiện nay, tình hình sức khỏe của các đối tượng này đang ổn định. Có 5 trên 6 trường hợp F0 đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Còn một trường hợp F0 là bà Võ Thị L, đang có dấu hiệu diễn biến nặng nên được chuyển viện về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục điều trị. Vì thế, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới còn gấp nặng nề, không thể lơ là chủ quan, và đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện
cần tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch để khống chế, không để dịch bệnh tiếp tục bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp hiệu quả trong thời gian qua như tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát các chốt trực, quản lý chặt chẽ các đối tượng đang thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách và các giải pháp của các quỹ đảng chính quyền trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là các quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, quan tâm triển khai kịp thời các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ khó khăn mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức không thực hiện quy định của phòng chống dịch, phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể trong các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, phối hợp phục vụ tốt công tác hậu cần, ăn uống, vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu đến tận nơi cách ly, phong tỏa. Thông qua các giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng lòng gầy vai sát cánh của nhân dân trong công tác phòng chống dịch và dựa trên kết quả xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 âm tính 100% của lần 1 và lần 2, tin tưởng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ thiết lập thành công vùng xanh an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi trong cuộc đấu tranh ngăn chặn và từng bước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, qua thời gian 12 ngày tạm ngưng hoạt động vì liên quan đến tài xế là nhân viên giao hàng tại cửa hàng Bách Hóa Xanh thị trấn thứ 11 dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 16 tháng 8 năm 2021 để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn và được phép đưa vào hoạt động trở lại. Ngày 1 tháng 9 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện An Minh đã thành lập đoàn kiểm tra đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 của cửa hàng Bách Hóa Xanh. Ông Nguyễn Văn Tài, giám đốc Trung tâm Y tế huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện đã tiến hành kiểm tra các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh trong lĩnh vực y tế như xịt khử khuẩn theo quy định phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế, đánh giá mức độ an toàn, đảm bảo các điều kiện để đưa vào hoạt động trở lại. Qua kiểm tra, đoàn công tác nhận thấy cửa hàng Bách Hóa Xanh đảm bảo các điều kiện an toàn trong công tác phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, đủ điều kiện để hoạt động trở lại, phục vụ yêu cầu cung cấp hàng hóa cho người dân. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Tài, giám đốc Trung tâm Y tế huyện yêu cầu cán bộ quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh thị trấn thứ 11 cần thực hiện nghiêm hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là thông điệp 5K, bố trí đầy đủ dụng cụ đo thân nhiệt, tuyên truyền khách hàng giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. 2 mét này đâu, 2 mét này đâu.